tuyển Anh khủng hoảng vì chấn thương trước Euro 2024. Huấn luyện viên Gareth Southgate lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi rất nhiều vị trí chủ chốt, tuyển Anh vẫn chưa đủ thể lực để sẵn sàng ra sân ở Euro 2024. Không phải là đội tuyển đầu tiên công bố danh sách tham dự vòng chung kết Euro 2024. Thế nhưng thành phần tuyển Anh vẫn là tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đơn giản bởi Tam Sư luôn được xem là ứng viên của mọi giải đấu mà họ tham dự với lực lượng cầu thủ gần như được cả thế giới biết mặt, quen tên. Bất chấp việc họ chưa từng lên ngôi vô địch ở tất cả các sự kiện hàng đầu kể từ năm 1966 đến nay, huấn luyện viên Gareth Southgate tối ngày 21 tháng 5 dự kiến sẽ công bố danh sách sơ bộ tuyển Anh với 30 thành viên nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu cuối cùng với Bosnia và Herzegovina 4-6 và Iceland 8-6. Sau đó, tuyển Anh sẽ được chốt danh sách chính thức còn 26 cầu thủ để tham chiến tại vòng chung kết Euro 2024. Việc triệu tập lượng đông đảo các cầu thủ của huấn luyện viên Southgate là điều chẳng đặng đừng do rất nhiều vị trí hiện vẫn chưa thể tham gia cùng Tam Sư. Ngoài giúp Bellingham khó được Real Madrid nhà trước ngày 1 tháng 6 do còn phải thi đấu ở chung kết Champions League, các thành viên khác thuộc biên chế của Man United và Man City cũng vẫn phải tập trung cùng câu lạc bộ chủ quản để đấu chung kết và cắp đêm ngày 25 tháng 5 tới đây. Ít nhất từ đây cho đến hai trận giao hữu, huấn luyện viên Southgate sẽ rà soát đồng thời thử nghiệm một số gương mặt mới ở các vị trí then chốt trong đội hình tuyển Anh. Nóng nhất lúc này là vị trí hậu vệ trái khi lúc so đã không thi đấu kể từ tháng 2 và quá trình hồi phục gặp rất nhiều khó khăn. Ngay cả vị trí dự bị được nhắm cho Ben Chilwell, thủ quân của Chelsea cũng chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 10 phút ở Premier League kể từ đầu tháng 3. Nếu bộ đôi này không kịp bình phục, huấn luyện viên Southgate có thể sẽ yêu cầu Kieran Trippier đá trái kèo ở hành lang trái, dù đây cũng có thể sẽ là một thử nghiệm khá mạo hiểm. Thủ quân 33 tuổi của Newcastle chỉ có 2 lần ra sân ngắn ngủi từ băng ghế dự bị và một lần đá chính kể từ khi bình phục chấn thương bắp chân. Với những nghi ngờ về thể lực của Luke Shaw và Ben Chilwell, huấn luyện viên Southgate đang tính toán để chọn lựa giữa Levi Colwill, Esri Konsa hoặc Joe Gomez. Những cái tên tiềm năng có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Mọi sự chú ý sẽ dồn vào cái tên quen thuộc Raheem Sterling, chân sút nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở Euro 2024. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, Sterling không còn là sự chọn lựa thiết yếu của Tam Sư. Kể từ khi anh được huấn luyện viên Roy Hodgson gọi tham dự World Cup 2014, ngay tại Chelsea, Sterling cũng phải xếp sau những chân sút trẻ như Cole Palmer, Anthony Gordon hay Jarrod Bowen theo ưu tiên chọn lựa của huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Marcus Rashford cũng có thể góp mặt trong đội hình tạm thời mặc dù phong độ sa sút, trong khi những người như Jack Grealish, Eberechi Eze và James Maddison có khả năng cạnh tranh cho một hoặc hai vị trí nếu huấn luyện viên Southgate cần tăng cường khả năng phòng ngự cho Tam Sư. Eric Dier có thể được triệu tập trở lại sau màn trình diễn xuất sắc của anh tại Bayern Munich. Trong khi hai gương mặt gạo của Jordan Henderson và Calvin Phillips nhiều khả năng sẽ không được gọi, Trent Alexander-Arnold vẫn là đối tác khả dĩ nhất cho Declan Rice ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Đau đầu nhất với huấn luyện viên Gareth Southgate có lẽ chính là vị trí của Harry Kane, người đã bỏ lỡ trận đấu cuối mùa của Bayern Munich với chấn thương lưng. Vài ngày qua, tiền đạo trụ cột của tuyển Anh đã quay lại London nhờ vị bác sĩ lâu năm của mình để giải quyết vấn đề chấn thương. Theo tiết lộ từ chính huấn luyện viên Thomas Tuchel của Bayern,